Em chào cả nhà nhé. Em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa phong lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng đều không bao ship nhé. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng ạ. Đây em sẽ quay lướt qua một số những cái mặt hàng đang có sẵn tại vườn nhà em, sau đó thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng sản phẩm một với mọi người nhé. Trầm trắng nhá cả nhà nhá. Giá cực sốc luôn này. 400.000 một giò. Và trung bình một giò nó có từ 4 thân đổ lên nhá. Đây ạ, vì sao mà em nói từ 4 thân đổ lên? Vì có những cái giò như giò này này, 4 thân này thì là ngọn nó dài, và nó to nhá. Chiều dài một ngọn nó trên 60 cm rồi ạ. Còn những cái ngọn nó nhỏ hơn này và được khoảng tầm 40 cm thôi thì một chậu nó có khoảng tầm 6 ngọn nha các bác nhá. Giá cực kỳ yêu luôn, cái hàng này trên thị trường người ta đang bán là 150.000 một thân trầm trắng ạ. 150.000 một thân nhá, mà một chậu nó 4 thân thì đã rơi vào tầm 600.000 một chậu rồi. Đây nhà em bán chậu 4 thân có 400.000 thôi. Số lượng không nhiều nhá cả nhà nhá. Đây em có 15 16 giò thôi. Vừa bán vừa tri ân cho các bác nhá. Đây này. Hàng siêu đẹp luôn nhá. Các bác thích lấy cái ngọn dài thân mập. Đây đây, thì là một chậu của nó sẽ có 2 thân, à sẽ có 4 thân ạ. Và cái hàng này của nhà em thì 100% nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ 3 nhá. Về các bác chỉ việc treo lên, tưới nước và bón phân cho nó. Đợi đến mùa là nó sổ bông cho mọi người chơi nhá. Trình làng cả nhà một đàn trâu trắng của nhà em nhá. Đây. Hàng em vừa mới cập bến đây nhá các bác nhá. Đây em quay lướt qua cho mọi người này. Đây, bây giờ em sẽ đi vào em quay cận cảnh cái con trâu của nhà em nhá. Đây. Một con như thế này em bán với giá là 160.000 nha các bác nhá. Và trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đổ lên này. Hàng nhà em là hàng có mã số này, chuẩn mặt hoa, bảo hành mặt hoa cho mọi người. Hàng này nó là cái hàng thuần năm thứ tư nên đảm bảo với mọi người là 100% nó sẽ cho hoa trong năm nay nhá. Mà thời gian ra hoa thì nó cứ dao động khoảng tầm từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm lịch ạ. Đây này. Bao đẹp cho mọi người nhá. Bảo hành này. Hàng siêu siêu đẹp luôn. 10 con thì như 10 con luôn nhá. Đều tăm tắp luôn ạ. Đó. Cái hàng này về thì mọi người có thể tách ra, mọi người ghép lũa cũng được, hoặc là các bác để như này các bác đặt sang một cái chậu khác cũng được nhá. Mọi người lưu ý giúp em này. Các bác có để ý gì không? Cái đầu rễ sữa nhá. Tầm này là rễ sữa nó đang phát triển rất là mạnh. Đây, mọi người nhìn này. Nó đang phát triển rất là mạnh luôn nhá. Cây này thì nó siêu khỏe rồi. Siêu siêu khỏe luôn, em phải nhấn mạnh là cây siêu siêu khỏe luôn này. Cứng lắm. Nhìn cái lá nó đanh lá mà cây nó cứng lắm ạ. Tiếp theo này, em lại lên cái lô trâu thái hoa sổ số nhá. Cái này thì nó là cái cây trưởng thành, hàng thuần, bước sang năm thứ tư nhá các bác nhá. Đó, một cây như thế này em bán với giá là 201 này. Trung bình một cây thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đổ lên nhá các bác nhá. Đây, hàng lá mít xem này. Mọi người nhìn nhá, cái bản lá của nó rất là, nó tương đối rộng, bản lá tương đối rộng nhá. Trâu thái nhiều màu. Đây như các bác đang theo dõi này, là cái chậu này của nhà em nó cũng tương đối là đẹp và chắc chắn nhá. Về mọi người có thể làm cho em cái chạc 4 móc. Đây, chạc 4 móc như thế này này. Các bác treo cái cây lên. Như thế này là mọi người có thể chơi rồi nhá. Đó, hoặc là các bác có thể tách ra, các bác ghép sang lũa cũng được ạ. Đây mọi người ngâm cả cái chậu này. Khi mà mọi người muốn ghép lũa ạ, thì mọi người ngâm cả cái chậu này vào một cái chậu nước có hòa sẵn B1 cho em. Mọi người ngâm một khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nhá. Khi mà cái phần này nó mềm lên này, cảm giác như kiểu là cái phần rễ cây nó mềm ra ạ, thì mình dễ bóc ra hơn. Thì các bác rút 4 cái đầu chốt này ra, mọi người bóc ra thì đảm bảo nó sẽ không bị đứt rễ ạ.
Hàng này em bao đẹp, bao lỗi lá cho mọi người nhé. 210.000, 210k một cây này. Đẹp lắm, xanh mướt nhá. Cái hàng này thì đảm bảo 100% cho hoa trong năm nay ạ. Thời gian ra hoa nó cứ dao động khoảng tầm tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm nữa cả nhà nhá. Denzo đại quân tử, em lại về bổ sung lên hàng phục vụ cả nhà nhá. Giá cũ không đổi, 150.000 một cây ạ. Đây này mọi người nhìn này. Hàng này nhà em nó vẫn đang tiếp tục nó đi ngọn nhá. Cây nó rất là vươn luôn này. Cái lan quân tử này thì nó có hoa đỏ, đỏ rực nhá, đỏ rực như mọi người đang theo dõi ở góc màn hình đấy ạ. Một cái dòng lan biểu tượng cho cái sự giàu sang phú quý. Đấy. Denzo nhá, cái này nó là cái giống Denzo nhá cả nhà nhá. Hàng này về thì các bác cứ mua cho em được khoảng combo 2 đến 3 chậu. Mọi người ghép vào một cái chậu to, các bác tách cái nhựa này ra này, xong mọi người sang chậu. Là nó sẽ nở ra được một cái bụi hoa, gọi là một bụi hoa nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Rực rỡ một góc sân luôn nhá. Đó. 150.000 một cây nhá. Mọi người vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship và em làm ship đồng giá nhá. Nên là các bác mua một cây ship cũng là 40.000 mà 10 cây ship cũng vẫn là 40.000 nhá. Cái đại quân tử này thì hiện tại nhà em nó đang có hai loại, một loại là thân dài như thế này ạ. Đây này. Một loại thân dài như thế này thì nó xấp xỉ khoảng tầm 60 cm. Thì một chậu này nó chỉ có 3 ngọn thôi ạ. Còn một loại thân ngắn á, một loại thân ngắn này thì là chiều cao cây nó cứ dao động khoảng tầm 20 đến tầm 35 40 cm nhá, thì một chậu nó sẽ có 5 thân. Đây. Như này, nó là một bụi đấy ạ. Cái này thì tùy vào sở thích của từng người nhá. Có những người thì thích cây dài, có những người thì thích nó ngọn nó đều đều nhau. Đây. Hôm nay nhà em về được cả hai loại luôn nhá, thân dài thân ngắn. Phục vụ các bác. Vanda hoa sổ số hàng đang nụ nhá cả nhà nhá. Đây một cây Vanda như thế này em bán với giá là 160.000 này. 100% đang có nụ nhá. Cái chiều cao một cây thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 30 cm, 20 cm đổ lên ạ. 20 cm đổ lên này. Cái hàng này nó là cái hàng dễ gió nhá. Về mọi người có thể tách ra mọi người sang chậu. Hoặc là các bác để nguyên này, để nguyên như thế này, các bác sang chậu thì nó sẽ không bị đứt rễ nhá. Cây bên ngoài nhìn nó cũng tương đối là to đấy ạ. Vanda này thì đặc điểm của nó là hoa của nó, size hoa của nó rất là to. Cái bông hoa của Vanda nó rất là to nhá mọi người nhá. Màu sắc đẹp, nhiều màu. Hiện tại là nó chưa bung hoa thì mọi người có thể là chơi lá không này, chơi lá này, nó cũng rất là đẹp luôn nhá. Đây này, lá xem này. Lá xem này, cái lá này của nó rất là cứng. Cái dòng Vanda này thì nó chịu nắng nóng cực kỳ tốt nhá mọi người nhá, chịu nắng nóng cực kỳ tốt này. Lưu ý với các bác là cái đối với cái dòng rễ gió này, có những cái rễ này thì nó khô, nó héo về thì mọi người cắt nó đi nhá. Và cái dòng hoa lan này thì trước khi mà em gửi cho mọi người thì em sẽ cắt nước 1 ngày đến 2 ngày thì em mới gửi cho các bác được. Vì là khi mà cây nó ẩm ướt gửi đi cho các bác mà cái thời tiết nắng nóng như này nó rất dễ bị gây thối nhũn nhá. Cho nên là khi mà mọi người nhận hàng có thể cây nó sẽ hơi xuống nước một chút thì các bác đừng lo, cây nó không thể là nó chết được. Các bác cứ bỏ ra ngoài cho em 1 ngày, đến ngày hôm sau mọi người tưới nước nhá. Khoảng tầm 5 đến 7 ngày cây nó sẽ hồi dần ạ.